Xin chào cả nhà nha. Ê nè, mấy trái su su mình vừa mới hái xuống nè. Wow, ngon chưa? Mà cái trái cỡ này mình vô mình hầm xương ha, hoặc là mình bào mỏng ra, mình xào tỏi ăn rất là ngon. Cái vàng su của mình hôm nay trái rất là nhiều. Coi nè. Wow, trái lủng la lủng lẳng nhiều ghê chưa? Còn mấy cái trái nhỏ nhỏ nó còn ra nữa, ra nhiều lắm luôn. À, bây giờ mình sẽ tiếp tục mình thu hoạch nha, với lại để mình đi vòng vòng cái vườn coi có cái gì thì mình sẽ thu hoạch cái đó luôn. Vô cái tháng này là su nó ra trái ra bông nhiều lắm. Đó, mấy cái trái này là mình thu hoạch vô là ngon lắm nè, nó còn non á. Thấy ham không? Ôi hái đã tay luôn á. Thích dễ sợ thiệt á chứ. Coi nè, mấy trái nhỏ nhỏ này rất là nhiều nha. Nó nhiều lắm, nhiều luôn á, coi nè. Nhỏ nhỏ rồi ra bông được, bông sao nữa nè, nhiều ghê không? Coi nè. Nó không ra thì thôi, nó ra ha, ra trái ra bông mà ăn không hết luôn á, coi nè. Quá chừng luôn, mỗi một cái nấc lá của nó là đều có trái hết trơn cái này, thấy không? Đó, rồi nấc lá dưới đây nữa nè. Đó, đây thấy không? Mỗi nấc nó đều có hết đây nè. Dễ sợ không? Trên đọt nè, trên đọt trên ngọn của nó vừa mới ra cái ngọn thôi mà cũng có trái có bông nữa nè. Quá chừng luôn chưa? Ham ơi là ham, nó không ra thôi nó ra ăn không xuể với nó luôn á, coi này thấy ham ha. Quá chừng chưa? Mấy cái su này á, thường là vô tháng 9 á, nó bắt đầu nó mới ra bông có trái nhiều. Còn mấy cái tháng trước đó là nó sẽ chưa có. Nó ây da, cái trái này nó sao quá, ôi tham. Thôi để này xuống đi. Để xuống, để xuống, để xuống. Đó. Mấy cái trái su mình mới hái á, nó non á. Nó có cái phấn nó còn nằm ở trên luôn, trắng trắng, cái phấn trắng trắng nó nằm ở trên cái da nó luôn á. Cái này là non lắm. Ở nhà mình ăn nấu canh hoặc xào thì khoảng chừng 4 trái là đủ à. Cái này thì nó cũng hơi nhiều rồi. Ăn không hết thì mình cũng phải hái thôi, tại sợ nó để già đó. Mình chắc hái xong mình đem cho ai đó ăn phụ mình. Nếu mà ai có trồng mấy cái su su này á, thì nhớ nha, thường vô tháng 9 á, thì bắt đầu á, cái vàng su su của mình mới có ra bông ra trái. À, mình cái đó mình cũng không có biết đâu. Đợt đầu mình trồng á, mình cứ chờ hoài à, dây nó bò mạnh khỏe mà sao không thấy bông trái hết trơn á. Cái mình quay bỏ video lên thì có rất là nhiều người chia sẻ nói là khoảng vô tháng 9 á, thì bắt đầu nó mới ra bông ra trái, nó mới đúng mùa của nó. Rồi với lại là để cho cái vàng su su mình nó ra được nhiều bông nhiều trái thì mình phải ngắt cái đọt nó đi, thì cái dây á, nó sẽ tức á, nó nhảy ra nhiều cái nhánh, nhiều dây khác, dây mới. Và mình phải cắt bỏ đi những cái lá lá già nè, với lại lá mình lá xấu xấu á, mình cứ cắt cắt hết những cái lá già lá xấu đó đi. Bây giờ là cái vàng su su mình là quá chừng trái luôn, cứ mỗi một nấc lá là đều có bông có trái hết trơn á, thấy rất là ham. À, bây giờ mình sẽ thu hoạch tiếp nha. Đây nguyên cái đám chỗ này là nó còn còn nhiều nè, mấy trái này là mình hái được hết đây nè. Ui dạ, quá chừng ham luôn á nha. Mấy trái này chưa, mấy cái trái này chắc khoảng chừng 2-3 ngày nữa mình hả thu hoạch. Đi qua bên đây mình sẽ thu hoạch cái trái bí này luôn nè. Trái này mình không thấy lớn nữa, mình nghĩ là nó cỡ này thôi chứ nó không lớn nữa đâu, nó bị khựng rồi. Với cỡ này có thể là nó già rồi, mình sẽ thu hoạch cái trái này vô rồi mình sẽ hầm xương mà nấu canh hôm nay ăn. Làm biếng lấy kéo đây. Đó, còn cái trái bự này á, thì mình để cái trái này nè. Đó, nó mình thấy nó cũng mờ. Đây nè, thấy không? Nó cháy nắng hay sao không biết, hay là tại chắc nó già lắm rồi, với lại nó cái hướng này á, nắng nguyên ngày á, nó bị nám da luôn. Cái trái đó mình sẽ làm giống, mình lấy cái giống lại. Hôm nay mình sẽ nấu canh bí ăn ngang, thôi để dưới đây đi. Quá chừng nặng rồi. Ơi cái rổ này có thể là đựng thêm được mấy trái khổ qua đằng trước nữa. À đây. Đi ngang cái cây quýt mới sực nhớ. Có một vài người từng theo dõi cái video của mình á, cho nên biết ở nhà mình có loại quýt này, cho nên mới nhắc. Khi mà nhắc cái câu đó là mình biết là những người đó thì theo dõi video mình rất là nhiều. Nhà mình có một cái cây quýt loại này nè, không nhớ cái tên tại mình mua lâu rồi không nhớ tên, nhưng mà mình mua cây này là tại cái vườn Mimosa Nursery đó. Đó, bây giờ hình như họ đã có bán lại rồi, cho nên là nếu mà ai muốn mua quýt đó thì có thể lại trên đó để mình hỏi mình mua nha. Nhưng mà tùy theo thành phố đó, thành phố nào họ đã cho phép để mình trồng lại những cái loại chanh cam quýt bưởi đó thì họ mới bán, nhưng mà họ đã đang có hàng bán rồi ha. Đó, cái quýt này á ăn rất là ngon.
Cái trái của nó ăn rất là ngọt, nó thơm và đặc biệt là không có hột, ngon lắm luôn. Năm nay á, trái quá chừng luôn nè, năm vừa rồi chỉ được có hai ba trái à, còn năm trước nữa đó trái rất là nhiều đó, cho nên năm rồi thì nó lại không trái tại anh Long anh cắt tỉa nhiều quá đó, rồi năm nay nó trái cái này thấy không, nó xà xà xuống luôn. Ui ui coi nè, thường mấy cái quýt này khoảng vô tháng tháng 10, tháng 11 á thì bắt đầu mình mới có quýt ăn, mới mới có quýt mình thu hoạch. Coi nhiều nhiều ghê không, nhìn nó giống như là tắc ha, nhưng mà khi nó chín á, nó to hơn trái tắc một chút. Cái loại này thì cái tội của nó không có to, không có bự trái, nhưng mà ăn nó ngon, nó ngọt, nó thơm và nó không có hột. Tụi nhỏ, mấy em nhỏ nhỏ đó ăn mấy cái này rất là thích, nó không cần phải nhả hột ra. Mình lột nó nhỏ, nó nổi mình lột cái trái nào mình bỏ mình lẫm luôn trái đó. Cái này, cây này nó vô cái mùa mà nó chín rộ rồi đó, là nhìn cái cây của nó đẹp lắm, nguyên một cái cây của nó là nhìn cái màu giống như là vàng cam á, rất là đẹp, thích lắm luôn đó. Cho nên hôm nay mình sẵn chực nhớ đi ngang thấy cây quýt mới sực nhớ nè, quay cập nhật lại cho cả nhà xem nè. Đó, ham không, hướng bên đây nè, nhiều lắm. Nói chung năm nay là mình bội 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 thu đó, năm nay mình sẽ bội thu quýt nha. Trái nếu nó nhiều á thì nó sẽ không được bự, không được bự, vốn nó đã nhỏ rồi mà nếu mà nó nhiều trái quá nữa thì nó sẽ không được bự. Bây giờ mình sẽ lên đằng trước để mình cắt luôn mấy cái trái khổ qua trắng thấy nó cũng có nhiều rồi. Để mình lại mình lấy cái kéo nha. Hai con bọ. Chưa có cho nó ăn nữa đó. Thường nó thấy mình nó bắt đầu nó réo nó kêu. Để ra kiếm coi có cái gì hái vô cho ăn nha. Nó thích ăn rau cải với lại đặc biệt là thích ăn cái trái ớt chuông. Để mình ra mình hái một hai trái ớt chuông nó còn lại còn sót lại nè, cắt hồi đem vô cho nó ăn. Đây mấy cái trái khổ qua đó, mình thanh toán được cái vàng dưa hấu cái thấy nó khỏe rễ sợ không, nó trống trải ơi là trống trải luôn. Đây nè, khổ qua khổ quá khổ quá khổ quá, ây da hái vậy đi đó. Nhiều ghê không? Trái này to nè. Wow, trái này đẹp quá. Đẹp trái này đẹp ghê chưa? Còn đâu nữa không? Thường nó nằm ở trên trên nóc á. Mình không biết là nó sót lại. Trái này cũng phải lấy kéo cắt. Nó dài quá. Đang trái nữa nè. Ôi giời, trái này còn nhỏ, ốm rơm mà. Cắt luôn cái trái mướp này đi. Đây một trái nhỏ nữa nè. Còn đâu nữa không? Đây. Đây còn hai trái nữa nè. Coi vậy mà nhiều ghê á. Wow, cũng đầy cái giỏ của mình chứ bộ ít đâu. Wow, trong đây có mấy trái mướp luôn, nhưng mà nó còn nhỏ. Cái này khoảng chừng 2 ngày nữa là mình ra mình cắt được á. Đây, được trái nữa nè. Đó. Đây nữa, trên đây nữa nè. Đây cái chỗ này mấy cái hột giống mình mới vừa ươm. Sợ bước lên chầm nhẹp người ta. Đâu trái nữa ta, nãy mình thấy đó, bên đây. Wow, thấy ham quá. À, cái trái này sao nó bị mềm héo héo ta? Chắc có một cái dây nào đó mình cắt lá hôm bữa hôm qua rồi mình tỉa lá đó, chắc là tỉa trúng cái dây nó rồi. Ra cắt cắt rỉa rỉa vậy chứ cũng mệt lắm nha. Cứ mỗi lần chui vô là tóc tai bù xù. Thấy ghê luôn á. Nhiều ghê không? Đó, một rổ. Không ra vườn thôi, ra vườn là sẽ có cái để mình thu hoạch không nhiều ít. Bây giờ mình sẽ ra đằng sau.
À, có hai cái trái ớt chuông để cho hai con bọ nó ăn, tội nghiệp sáng giờ mình chưa cho nó ăn. Với lại ra đằng sau mình sẽ thu hoạch luôn mấy trái cà chua bi. Hồi sáng mình tưới cây mình thấy nó cũng chín rộ lắm rồi, cho nên mình thu hoạch nó luôn. Thu hoạch xong rồi chắc có thể là mình sẽ hầm nấu canh cơm chiều, nấu cái trái bí á, hầm xương, nấu canh ăn. Rồi đi, đi ra đằng sau. Ôi, đằng trước hết cái gì để thu hoạch rồi, hết rồi. Bây giờ mình tiến ra đằng sau nhé. Đi ngang mình thấy mấy cái trái này nó chín thôi, mình ghé vô mình rước nó luôn. Giống như chạy xe đò vậy đó, tấp vô mình rước nó luôn. Cái cây này nó ngộ nha, một cây của nó mà coi nè, nó ra cái loại này thấy không? Nó với lại bên kia thấy cái loại nó khác không, hay là cái hộp đó, hai cây ta? Ồ, nó cái này hai cây, nó hai cây nhưng mà nó nằm chung một chỗ, mình không biết cái giống nó khác nhau. Đây nè, cái trái này khác, còn đây cái giống trái khác nè, thấy không? Cái màu nó đỏ nó khác, cái trái dáng nó cũng khác nữa nè. Vậy mà hổm giờ cứ nghĩ, ủa sao cái cây này một cây mà nó ra hai cái loại trái ngộ vậy? Coi nè, thấy không, cái màu nó khác ấy chưa đó. Còn mấy trái xanh xanh cũng nhiều lắm nè. Ủa, nó nắng, lần nào mình ra thu hoạch là cũng sáng hết trơn á, mà nắng. Đưa tụi nhỏ đi học xong á, thế là tranh thủ ra ngoài vườn. Rồi ra đằng sau, thu hoạch đằng sau. Ở đây còn trái nè, chín rồi, chùi chùi ăn thử coi. Không biết mấy giờ rồi mà cái đồng hồ của bà hàng xóm bà đinh đon rồi đó, chắc 10 giờ quá. Cà này rất là ngọt, cà này để ăn xà lách ăn sống á, ngọt ngon lắm. Thôi đi ra đằng sau nắng quá, nắng rồi, đi 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 đi. Ê, anh nặng. Nặng quá nặng rồi. Đây cho ăn nè. Coi á, nó thấy mình á là nó bò ra nó kiếm vậy đó. Nó rất là thích ăn mấy cái rau cải với lại mấy cái trái ớt, ớt chuông á, ớt ngọt, ớt chuông mà phải ngọt nha, chứ cay thì nó ăn không có được. Từ từ, đi xuống đây nè, đi xuống đây ăn. Đây nè, đi xuống đây, xuống đây, xuống đây, xuống đây, xuống đây. Xuống lầu, đi xuống lầu ăn nè. Đây nè, đây nè. Đây nè. Đi xuống. Ở trong đây á, nó có một cái cầu thang để đi lên. Nó lên nó ngủ ở trên lầu á. Nó ngủ ở trên lầu, nó ăn với nó uống á thì ở dưới đây. Đó, cho nên là nó coi nó đi xuống nè, nó thấy ghé không, thấy ghé không, thấy ghé không đó. À, đó ăn đi đó. Một hàng nó chụp, nó cũng nhát lắm, nó cũng nhát lắm. Làm gì mạnh mạnh tay hay lớn tiếng là chạy đi trốn mà coi với cưng không đó. Xuống lầu nè, đi xuống đây, mum mum. Nè 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 nè, mum mum nè 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 đó, cưng không? Nó mà chụp được đồ ăn là hồ nó ngồi nó ăn thấy cưng lắm. Cái con này cái lông của nó ngộ lắm, cái loại cùng một loại nó nhưng mà cái lông có con thì nó mướt, còn cái con này cái lông nó có xoáy vậy đó. Đó, cho nên là trên người nó có nhiều xoáy lắm. Nó có xoáy nó giờ nó ngay đó đó nó. À, coi nó ăn cái mỏ của nó kìa, ăn hết rồi chui ra thấy không, ăn hết rồi mới chui ra nè. Coi thương cái miệng của nó, ăn cái ghét không? Cái miệng ăn cái ghét không? Nó cạp 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 cạp, đi xuống đây. Ở trên đó mà đòi đi xuống đây nè. Nè, lại ăn nè. Nó giật cái nó đòi cái miếng, nó tha đi mình không cho, mình giữ lại. Ăn đi.
Ôi, hết hôn à, làm hết hôn. Nó cạp nghe rột rột, thấy mà thèm luôn, thấy nó ăn mà thèm luôn á tơi. Thôi bây giờ mình ra đây, ra vườn để mình hái luôn mấy trái cà chua nè. Định vô mình làm cơm nữa, cho tụi nhỏ với anh Long đi làm về có đồ ăn ăn. Đó, nay nó cũng chín quá chừng rồi nè, thấy không? Đó, ham lắm. Năm nay cái cà chua này là mình cũng ít đó, năm rồi là trái dữ lắm. Năm nay mình trồng cà chua không được, chết 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 chết. Thấy mấy cái này là biết rồi, chết, có sâu rồi. Nằm đâu, tụi bay nằm đâu, thấy cái đó là tao biết có sâu rồi. Cha ơi, nằm ở đâu vậy ta, hay nguy hiểm nha. Tự nhiên thấy mấy cái đó là không dám ngồi ở dưới để hái rồi đó. Tôi bắt đầu tôi sợ nha, cái con sâu này nó to kinh khủng khiếp lắm. Này thấy không, coi nè, nó có cái mấy cái phân của nó đó, thường là nó rớt ở đó thì nó phải ở phạm vi đâu đây chứ, là nó ăn lá trụi luôn á, ghê không. Mấy con sâu đó nó chỉ ăn lá thôi, mà cái dây dây cà này của mình nó cũng muốn muốn rịu rồi, muốn rụi rồi. Chứ nếu mà lá mà xanh tốt á, lá mà xanh tốt giống như cái cây đằng trước của mình đó là thôi nhiều sâu lắm. Mà mình xịt thường hay hay xịt Epsom salt á thì nó ít, còn cái dây này đằng sau nó cũng muốn tàn á, cho nên hổm giờ mình không xịt đó, cho nên bắt đầu làm như là nó có sâu rồi sao không biết nữa. Bóc 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 bóc, hồi bóc ngày nó chắc chắc chết á, thiệt á. Mấy sâu nhỏ nhỏ thì không sao, mà cái con sâu cà này nó kinh khủng lắm, nó kinh khủng khiếp luôn á. Ôi cái này nó ăn, nó ỉ đi đây nè, đây nè, nó nằm đây nè đó, thấy ghê không. Đó, cái con sâu nó bự chưa, ông ơi con nè, thấy chưa đó, bự tôi nói mà, cái gì không rung, tự nhiên nó hơi rung rung chân giật giật một hồi nó rớt xuống thấy cha. Nấu thì nấu vậy chứ mấy con sâu đó mà rớt lên người chắc khổ, chắc chết luôn á, thiệt. Nhìn thôi là thấy muốn nổi da gà da vịt luôn á, thiệt á. Nó bự á, con sâu nó bự, nhìn nó ghê quá. Nó bự mà nó có sừng nữa, ghê lắm. Còn chùm này nè, biết ngay mà, cà giật cà giật, cái vàng nho dỗ quên vàng cà một họ nó rớt xuống rồi, nó chết đấy chứ. Đó, hình như là một con thôi, đó một con thôi, nó bám đây nè. Rồi mẹ ở đó đi, cầm lấy cây, lấy cây, lấy kéo cắt cái nhánh nó xuống. Giờ kiếm cái cây lâu quá, nói thiệt là rất là sợ, sợ lắm luôn á, thiệt. Nhưng mà ôi da, nhưng mà u trời, nhưng mà cũng phải cắt, có sợ cũng phải cắn răng mà. Tao lại tao cắt từ tao nó tí trời ơi, ôi ôi coi nè, u nội ui vậy á, coi nè đây nè. Nó có ai thấy mà không sợ được không, nó to nó bự như vậy đó, coi cái đầu con mắt nó nè, đây nè, là zoom lên chứ không dám quay gần. Đây nè, thấy không, coi nó nằm nó bám nè, ôi ôi coi nè đó, thấy ghê chưa. Rồi để đâu đây, cho em nằm lên đây đi, em ra đi và không bao giờ trở lại. Nó đó, cho nằm ở đó là hiểu, là biết là nó sẽ đi đâu và về đâu rồi ha. Hình ảnh sát sinh mình không muốn quay lên. Hình ảnh sát sinh. Mấy mấy con đó mà không giết nó là nó giết vàng cà của mình thôi à, bắt buộc là phải sát sanh thôi. Ôi dạ dạ ghê quá. Thôi bây giờ mình sẽ nấu cơm chiều cho tụi nhỏ nó ăn, chuẩn bị tụi nhỏ đi rước nó về này kia, trưa rồi chiều mình rước nó về cái là nó có cơm chiều nó ăn.
Bây giờ mình bận thịt cái trái bí này để mình nấu canh nha. Xương mình đang hầm ở trên bếp để cho nó mềm, đây là mình bỏ cái bí này vô nè. Wow, trái bí này nó cũng cứng rồi nè. Mà cái trái bí này mình để cho nó già đó, mình nấu nước sâm uống cũng ngon lắm. Này, cái trái bí này mình thấy nó cũng già rồi đó, cái hộp nó cứng rồi nè. Lần sau mình có thu hoạch á, mình cắt sớm hơn chút xíu nữa để mình nấu canh ăn. Mà nếu mà có già cũng không sao hết á, mình hầm xương á ăn cũng được. Hoặc là mình để già như vậy á, cái để dành để khoảng 6-7 tháng á, mình để được lâu lắm. Rồi mình có thể mình ăn từ từ, rồi mình hầm, mình lấy nước, mình nấu nước sâm bí đao á, uống cũng ngon lắm. Lúc đầu mình cứ tưởng cái bí này là bí dứa, nhưng thật sự nó không phải. Lúc đầu á, mình mua hạt giống á, mình mua 2-3 chỗ đó. Mình tưởng á, là cái này là bí dứa, nhưng mà cuối cùng cái cây mà mình ươm lên được á, thì nó không phải là bí dứa, nó là bí tròn thường thôi. Còn cái loại mà bí dứa thì chắc là nó khó ươm hay sao đó, nó không có sống nổi rồi. Mình mua ở trên mạng á, cho nên nó cũng không có, nhiều khi nó cũng không có chính xác. Hôm nay cả nhà của mình ăn cơm với canh bí hầm xương nè, với lại mình kho khô tiêu một ít thịt nạc nữa cho nó có cái gì nó mặn mặn ha. Như vậy là đủ cơm chiều rồi. Còn cái thịt kho khô tiêu của mình hôm nay mình bỏ nước màu hơi bị mạnh tay, nó hơi bị đen luôn rồi nhưng mà không sao ha, nhìn nó hấp dẫn cũng ngon. Mấy cái xương thịt nãy giờ mình hầm á, nó ra cái nước ngọt á, cái nước ăn ngon lắm. Với lại cái bí nữa, nó ra cái nước rất thơm lắm. Vừa ăn rồi, khi nào mình múc ra tô mình sẽ gắt cái tiêu vô nữa. Thôi bây giờ mình cũng xin tạm ngưng cái video đây nha. Cái video nãy giờ nó cũng dài rồi, cho nên là mình sẽ ngưng video đây. Xin chào và tạm biệt tất cả quý cô chú anh chị và các bạn. Rất là mong được tất cả vị yêu mến gia đình nhỏ này của Liden và tiếp tục ủng hộ cho gia đình của mình nha. Xem video nếu thích thì nhớ bấm like và nhớ bấm nút đăng ký ở bên dưới video để có thể là theo dõi thêm những cái video tiếp theo của gia đình của mình ha. Bye bye.